Rồi chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc, Toàn Phúc Photo. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách chúng ta làm một cái hiệu ứng chụp ảnh chân dung ngoài trời và nó có cái độ mờ và hơi ảo ảo như thế này. Đó, ok ha. Ok, vô video thôi. Rồi nếu như đây là lần đầu anh em đến với kênh của mình, đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và comment cho mình biết ở video sau các bạn muốn mình làm về chủ đề gì nhé. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại vấn đề chính ngày hôm nay. Đây là sau kết quả cuối cùng khi chúng ta thực hiện cái kỹ thuật này, và nó thực sự nó không có quá khó đâu em, nó không quá khó đâu, chỉ một vài bước đơn giản thôi. Cái stock này thì mình sẽ sử dụng stock của nhiếp ảnh gia tên là David CJ ha. Cái link stock thì mình để phía dưới phần comment, description, phần mô tả đó. Để phần comment ghim nữa, nếu các bạn muốn thực hành theo mình thì các bạn có thể tải về để chúng ta thực hành theo nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình tắt cái này đi. Tắt đi nó. Rồi, mình mở cái hình này ở trong Photoshop nhé. Ở Photoshop thì mình đang sử dụng phiên bản là 2023. Tuy nhiên nếu các bạn đang sử dụng những cái phiên bản thấp hơn như kiểu là 2019 kiểu như vậy thì vẫn ok nhé, vẫn làm được bình thường không sao cả. Chỉ chừa là anh em sử dụng phiên bản thấp quá, ví dụ CS6 thì thôi chắc chắn là không làm được. Cho nên là anh em hãy cài phiên bản 2019 trở lên nhé. Rồi với bức hình này thì tác giả David chúng ta sử dụng phiên bản là Sony, cái máy chụp hình á, là Sony A6500 cộng với ống kính là 50 1.8 ha, 50 1.8. Thì đây là một cái body thực sự không có quá đắt tiền, và nếu như các bạn có muốn muốn có một cái ngân sách gọi là tiết kiệm hơn nữa, các bạn có thể sử dụng cái máy như kiểu là Sony A6000 cộng với lại ống kính 50 1.8 này, thì tổng combo nếu các bạn mua cũ thì mình nghĩ chắc nó chưa tới 15 triệu đâu, chưa tới 15 triệu các bạn cũng có thể chụp ra kiểu như thế này rồi nhé. Cái cách chụp thì đó cậu thì để các bạn có thể làm được cái hiệu ứng kiểu như này và nó hiệu quả nó đẹp á, thì hãy chụp toàn thân nha, chụp toàn thân nha. Chứ nếu các bạn chụp bán thân, có nghĩa là chụp không thấy chân á, thì nó sẽ không đẹp đâu. Còn đây là chụp toàn thân, là chụp hết cả từ chân lên đầu luôn, thì nó sẽ cho hiệu hiệu quả đẹp nhất nha. Cái khẩu độ đây thì nó đang là F2. Một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ thôi là với những cái ống kính mà dạng như kiểu phổ thông như kiểu 35, 1.8, 1.4 hoặc là 50, 1.8 kiểu như vậy, thì các bạn đừng có mở khẩu hết cỡ nha, đừng đừng để lên 1.8 hay 1.4, nó xấu lắm. Các bạn hãy để chừng F2, F2.2, F2.8 kiểu như vậy thì nó sẽ cho kết quả đẹp nhất. Như ở đây đang là F2 này, các bạn có thể bắt chước theo cái thông số kiểu như này nha. 50 mm là ống kính 50 1.8 và cái khẩu độ cái tiêu cự đang để là F2 nha. Rồi bức hình này mở chụp file RAW nha, chụp file RAW để cho kết quả nó đẹp nhất có thể. Rồi trong này thì khi chúng ta mở cái hình này trong Photoshop rồi, chúng ta sẽ làm một vài cái bước đơn giản thôi ha. Exposure thì đây mình đã xử lý trước một chút cho nên là mình sẽ reset hết lại đi. Mình sẽ reset to default. Ở đâu rồi? Reset RAW default. Đó, đâu rồi? Reset default setting chứ. Rồi, ok, đây là mặc định này. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình chỉnh sửa xương xương trước ha. Exposure ở đây các bạn có thể thấy là nó tương đối nó hơi sáng, cho nên là mình sẽ giảm sáng xuống một chút xíu, một tí xíu thôi, đừng nhiều quá. Contrast mình sẽ tăng nhẹ. Highlight mình sẽ coi thử ở mặt của người mẫu và phần đặc biệt là phần phần sáng mà chúng ta đang chỉnh phần sáng, thì highlight mình sẽ giảm đi một chút xíu để nó không có bị mất chi tiết ở khu vực cái áo này nha. Mình sẽ để highlight giảm xuống một chút xíu. Shadow mình có thể tăng nhẹ lên để chúng ta thấy những cái chi tiết ở khu vực cái túi này ha, những khu vực đen đen như này mình thấy chi tiết. Rồi texture clarity không chỉnh tới, vibrance mình sẽ tăng nhẹ lên, detail mình sẽ tăng sharpening lên một chút xíu và đẩy masking lên, noise reduction mình tăng nhẹ ha, tăng lên luôn. Rồi optic mình sẽ có thể sửa lỗi không, có cần thiết sửa lỗi không? Như đây mình đang cảm thấy là cũng không cần thiết lắm ha. Có thể không cần thiết lắm thì mình sẽ không có bật cái Remove Chromatic Aberration này lên. Rồi, sau khi chúng ta chỉnh xương xương như vậy rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục dìm dìm tối một vài khu vực. Ví dụ như là khu vực background này ha, thì mình sẽ giảm giảm sáng đi một chút xíu. Đây mình sẽ sử dụng công cụ là masking ha, masking. Nếu như các bạn sử dụng những cái phiên bản mà camera raw thấp hơn thì nó sẽ là những cái tool luôn. Thì đơn giản các bạn sẽ chỉ cần sử dụng là công cụ linear gradient này, linear gradient. Chúng ta chọn vào những phiên bản cũ thì nó sẽ là cái công cụ
cái dấu là cái vùng chuyển đó thì em click vô nha. Và chúng ta sẽ tạo một cái vùng chuyển từ bên này qua và chúng ta sẽ giảm sáng nó xuống chút xíu, giảm sáng tí xíu thôi, và chúng ta có thể điều chỉnh lại một tí ở đây vùng này đi. Rồi thẳng thẳng thẳng. Rồi tiếp theo cũng là thêm một cái nữa, thêm một cái gradient từ bên này qua nữa, và chúng ta cũng sẽ giảm sáng đi kiểu như vậy. Giảm sáng đi, giảm exposure đi, nhưng mà giảm vừa thôi nhé, đừng giảm nhiều quá, đừng giảm nhiều quá. Đây rồi mình sẽ giảm tầm này. Rồi bãi cỏ không cần thiết rồi, nhưng cơ bản là như vậy thôi. Sau đó mình sẽ chọn vào vùng người, các bạn có thể sử dụng công cụ là cái brush cũng được. Sau đó các bạn bôi vào vùng người, bôi như này cũng được, hoặc là nếu các bạn sử dụng phiên bản mới như mình thì chúng ta có thể sử dụng là select subject này, click cái nó sẽ tự động chọn vào người cho mình luôn, tạo ra một cái mask vào khu vực người luôn á. Rồi ở khu vực người này thì mình sẽ đơn giản là mình sẽ tăng sáng lên một tí để cho nó tách cái phần người và phần background ra nha, tách ra và cái kéo xuống tới phần texture thì mình sẽ tăng cái chi tiết ở trên phần người lên. Tại vì đây các bạn thể thấy là cái phần ba lô này, rồi áo nón nó rất là nhiều cái chi tiết, và những cái này sẽ làm cho ảnh chúng ta có cảm giác là nó nét hơn. Cho nên các bạn thể tăng texture lên nhé. Rồi sau khi xong chúng ta nhấn open và mình sẽ mở cái bức hình này ở trong Photoshop. Rồi đây là bức hình của chúng ta sau khi đã mở trong Photoshop. Hồi nãy thì mình đã xử lý ở trên Camera Raw. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta làm một vài hiệu ứng, bao gồm là chúng ta làm mờ phông hơn này, và làm một vài hiệu ứng về ánh sáng nữa nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ đơn giản là mình nhân đôi cái layer background này lên. Chúng ta nhấn Ctrl J, phím J là phím nằm giữa phím H và phím K đó, ta nhân đôi lên nhé. Mình sẽ nhân đôi lên một lần nữa. Ở cái layer, ở đây mình sẽ có hai layer nha. Một cái thì mình sẽ là layer chủ thể, mình có thể để là subject hoặc là người đó. Còn đây là cái này background, nền kiểu như vậy ha. Phần người thì mình sẽ tách nền người ra, chúng ta sẽ vào menu select và chọn là subject luôn ha, những phiên bản là Photoshop 2019 trở lên là chúng ta cũng có cái chữ subject rồi. Hoặc nếu không các bạn có thể sử dụng những công cụ như là quick selection kiểu như vậy, chúng ta chọn vùng người để chúng ta tách ra cũng được nha. Như ở đây thì mình muốn làm mà tự động thôi cho nó nhanh gọn, và chúng ta chỉ việc điều chỉnh lại những cái vùng chọn sao cho nó phù hợp. Như đây nó đã tự động nó chọn cái vùng người của chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta vẫn thấy nó có một vài cái lỗi ở đây, thì mình sẽ sử dụng công cụ là polygonal lasso tool ha. Mình sẽ chọn zoom vô và chúng ta coi thử coi có chỗ nào chọn thừa chọn thiếu gì không, thì mình sẽ chọn thêm nhé. Ở đây thì mình sẽ sử dụng phím shift, giữ phím shift và chúng ta click để chúng ta lấy thêm vùng chọn nếu như có những chỗ mà chúng ta cái Photoshop nó chưa chọn cho mình. Còn nếu như chúng ta cảm thấy nó chọn thừa thì các bạn sẽ đè phím internet để chúng ta bỏ bớt những cái phần bị thừa đi nhé. Ở đây thì đa phần là mình cảm thấy nó chọn thiếu thôi, thì mình sẽ chọn thêm ở đây. Rồi sau khi chọn xong rồi thì mình sẽ đơn giản là tách cái phần người này ra nhé. Mình sẽ vào menu select, và đây mình đang muốn làm một cái công việc là chúng ta sẽ tách cái nền người này ra, nhưng mà nó sẽ có một cái phần bao quanh một chút xíu để chúng ta bảo vệ cái phần chủ thể này ha. Mình sẽ vào menu select khi chúng ta đang vẫn còn đang có cái vùng chọn này nhé. Mình sẽ vào menu select này, chọn modify và chọn là expand, có nghĩa là mở rộng vùng chọn ra ha. Vùng chọn ra đang set vào người, thì bây giờ mình muốn mở rộng vùng chọn ra thì các bạn có thể chọn là thông số là 10, 20, 30, 40, bao nhiêu đó để cho nó có một cái vùng mở rộng ra vừa ý ha. Như đây mình sẽ để tạm là 20 và chúng ta sẽ có vùng mở rộng ra như thế này, mình cảm thấy như thế này là ok. Và bây giờ thì cái vùng chọn của ta nó vẫn đang là sắc nét nha, thì chúng ta sẽ vào menu select và chọn modify feeder để mình làm mềm cái vùng biên. Như hồi nãy mình đã chọn cái vùng chuyển này là vùng mở rộng ra là 20 pixel, thì đây chúng ta sẽ chọn cái vùng làm mềm biên nhỏ hơn con số vừa rồi nha, ít nhất là gấp đôi. Ví dụ như là hồi nãy mình để 20 thì bây giờ mình nhập là 10 hoặc là 5 kiểu như vậy. Mình có thể để 10 hoặc là 13, 14 kiểu như vậy. Ok. Đó. Chúng ta sẽ có vấn đề này nha. Và chúng ta sẽ click vô cái layer mask ở phía dưới này. Click vô. Thì nó sẽ tự động nó tạo ra một cái layer mask có cái riêng cái phần người cho chúng ta như thế này. Ở đây thì nó hơi có phần thừa, ở đây thì mình sẽ sử dụng cái brush màu đen. Đâu rồi, brush màu đen, opacity 100%, màu đen, bôi bỏ này đi. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, tiếp theo ở phần nền. Bây giờ ở phần người thì mình đã bật lên rồi, nhưng mà bây giờ phần nền á, thì mình cũng sẽ muốn xóa cái phần người đi, bởi vì mình muốn tách riêng ra background. Nền là một layer riêng và người là một layer riêng. Để chi? Để tí nữa khi mình tạo hiệu ứng blur á, thì cái nền này nó sẽ không có hiển thị người ở đó, và nó không làm cho cái phần người tự nhiên nó
nó cũng bị mờ ra và nó làm ra tạo ra một cái hiệu ứng kiểu như là có một cái nền người phía sau cái người này, nó hơi ảo, cho nên là mình sẽ phải xóa nó đi nhé. Thì mình đơn giản là mình giữ phím Control, click vào phần cái layer mask của cái layer người này, giữ phím Control nha, hoặc là trên Mac là Command đó, để chúng ta lấy lại cái vùng chọn hồi nãy. Sau đó mình sẽ chọn vào layer nền, và mình sẽ có thể tạm thời tắt cái layer người này đi. Sau đó vào menu Edit, chọn là Fill hoặc là Content Aware Fill, như đây mình chọn Fill thôi. Và chúng ta sẽ để phần content ở đây là content aware và tích vào color adaptation nếu có nha. Không có thì thôi, phải tích. Miễn là các bạn để đây là content aware. Để chi? Để khi chúng ta nhấn OK, Photoshop nó sẽ tự động nó chạy và nó phủ cái phần người vào, phủ cái phần nền vào phần người, chúng ta xóa bỏ cái phần người này đi một cách tự động nha. Rồi, sau khi xong chúng ta sẽ bỏ cái vùng chọn đi, nhấn Ctrl D bỏ đi. Thì đây các bạn sẽ thấy là nó sẽ vẫn còn cái phần thừa này lại, hay phần thừa của phần viền. Thì chúng ta có thể sử dụng công cụ là Path Tool, Path Tool này, và mình sẽ click và xóa những cái phần viền thừa này đi nhé. Đây các bạn sẽ xóa đi để nó xóa xương xương thôi. Các bạn có thể thấy là cái thao tác xóa này cũng khá là đơn giản, không có gì gọi là phức tạp cả. Mình chỉ việc đơn giản kéo chọn này và bỏ cái phần viền đi. Các bạn chỉ cần để ý cái phần viền thôi nhé. Cái phần phía trong ví dụ như là nguyên cái cụm cỏ này kệ nó, đằng nào tí nữa nó sẽ blur và nó có cái phần người che mất rồi nên không ai thấy nó đâu, các bạn không cần phải quan tâm nó nhé. Rồi ví dụ như là phần này mình cũng sẽ xóa bỏ. Rồi, tương tự phần này cũng vậy ha. Tất nhiên đây các bạn làm càng tự nhiên thì càng tốt nha, nhưng mà nếu không thì cũng chẳng sao, tại vì này đằng nào tí nữa cũng sẽ bị cái phần người của chúng ta nó lấp đi thôi, cho nên nó không ảnh hưởng quá nhiều đâu. Rồi sau khi xong rồi các bạn có thể bật lại phần người và các bạn thấy là cái nền này hoàn toàn bình thường, ok ha. Rồi bây giờ thì cái phần nền của chúng ta các bạn có thể chọn là tạo thành smart object đi, tạo smart object để bây giờ mình sẽ tự tạo ra hiệu ứng blur, và với smart object các bạn có thể tự điều chỉnh lại được sau khi các bạn đã chạy rồi nha. Còn nếu các bạn để vẫn để layer bình thường cũng chẳng sao cả, nhưng mà khó chỉnh lại thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào menu filter, nhớ đang chọn layer nền nha, và menu filter này chọn blur gallery và chúng ta chọn là tilt shift. Các bạn có thể chọn Gaussian blur cũng được kiểu như vậy, nhưng mà mình thích tilt shift hơn cho những trường hợp kiểu như này. Bây giờ thì cái phần điểm ở giữa này thì nó sẽ có một vài cái ta có thể các bạn chưa biết. Tilt shift là nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng blur. Đây mình sẽ tăng cái blur lên cho các bạn dễ thấy nhé. Rồi phần giữa của hai cái thanh cái đường nét gọi là nét nét liền này thì nó sẽ là vùng nét nha, cái này là tâm rõ ràng rồi. Còn cái phần mà từ cái đường nét này đi ra cái phần đứt đoạn là vùng chuyển nha, vùng chuyển ở cái phần mà từ phần rõ sang phần mờ đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái thao tác đơn giản thôi, các bạn click vào cái phần điểm tâm này, các bạn đưa vào phần chân của người mẫu nha, đưa vào vị trí là chân của người mẫu. Sau đó các bạn sẽ thay đổi cái vùng biên, cái vùng mờ này làm sao cho vừa ý các bạn. Tuy nhiên theo mình nha, để cho nó thực tế nhất thì chúng ta sẽ căn theo vùng làm blur có sẵn của hình đó. Thì ví dụ như là đây, cái vùng biên nó sẽ loanh quanh ở cái khu vực này thì mình sẽ để nó tầm đâu đó ở đây đó, và mình có thể làm blur đưa lên hoặc là thấp xuống như này, hoặc là mình muốn cho nó hơi ảo hơn một tí đó, mình đưa lên như này thì mình sẽ có kết quả kiểu như này nha. Đây là trước này, sau, trước, sau đó. Thì cái phần blur này các bạn có thể tăng giảm sao cho nó vừa ý các bạn nha. Tuy nhiên theo mình á, thì tăng vừa thôi, blur thì blur vừa thôi, blur quá nó kiểu nó hơi ố dè. Ví dụ như mình sẽ để tầm nhiều đây đi hả, đây là trước, sau, trước, sau, trước, sau, là kiểu như vậy. Nếu như các bạn muốn nó blur nhiều hơn nữa thì tùy, như mình sẽ để nó ở tầm này đi, blur nhiều hơn luôn. Trước này, trước, sau, rồi ok, có thể là blur hơn nữa đi, nhìn cho nó ảo. Rồi nhấn ok. Các bạn có thể tích vào hai quality ở đây nha, để cho chất lượng nó cao hơn. Mình thì mình sẽ để nhà mặc định như này thôi đó. Nền gốc này, nền sau khi blur, gốc, blur, gốc, blur. Đó, kiểu như vậy. Cách làm cũng khá là đơn giản đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một bước nữa, đó là chúng ta sẽ làm cho cái phần người chúng ta hơi nổi bật hơn so với nền nữa nha. Bằng cách mình làm đơn giản đó, là mình sẽ tạo một cái layer ở phía dưới layer người.
Mình sẽ chọn layer nền, sau đó chúng ta nhấn Ctrl Shift N, N thấp đó. Và đây mình sẽ tạo cái này là khói xương đi. À, cái phần khói xương này thì mình sẽ làm một cái lớp gradient. À, các bạn có thể chọn là cái adjustment layer này, chúng ta chọn là gradient. Đó. Và đây chúng ta sẽ chọn là radial. À, ở phần radial này thì chúng ta sẽ chỉnh là màu trắng nha. Click vào cái núm ở phía dưới này, chọn là màu trắng. Rồi. À, bên này cũng vậy thôi, hoặc bỏ đi, đơn giản là bỏ đi thôi. Nhấn OK. Rồi đây chúng ta sẽ tùy chọn cái vị trí này cũng như cái độ scale của nó này. À, đừng scale nhiều quá. Vừa thôi. Để cái mẫu ta nổi bật lên khỏi cái nền nhé. À, đây mình sẽ để tầm tầm này. Đó, thì nó sẽ có một cái lớp kiểu như là lớp phủ xương vậy đó ha, hơi phủ xương. Rồi thì bây giờ mình sẽ chuyển nó sang là screen và giảm opacity đi. À, tất nhiên rồi, để cho nó đỡ ảo, mình sẽ để tầm 25. Rồi. Ở cái phần này thì sau khi chúng ta tạo một cái lớp gọi là hơi lớp phủ trắng ở dưới thì chúng ta sẽ thấy nó bị lộ ra những cái phần giống như kiểu là halo, có nghĩa là phần chọn thừa. Cái phần mà vùng tạo vùng mờ hồi nãy là mình đã chỉnh đó. Thành ra bây giờ mình sẽ bỏ cái phần này đi bằng cách là chúng ta chọn lại layer background nha. Sau đó các bạn vào menu select, chọn là subject để nó lấy lại cái phần người, để lấy lại phần người nha. Đại khái cái thao tác này để mình lấy lại cái vùng người đó. Và chúng ta sẽ quay lại cái layer mask của layer người nha. Layer mask của layer người nha. Chúng ta tích click vô cái layer mask này và đảo ngược vùng chọn lại ha, đảo ngược vùng chọn Ctrl Shift Y, Y ngắn đó. Đó, và chúng ta đã đảo ngược vùng chọn nào này. Rồi, ở đây lý do tại sao mình làm vậy đó là khi mình điều chỉnh lại cái layer mask này á thì mình muốn nó không có gây ảnh hưởng tới phần người. À, mình chỉ muốn bỏ đi cái phần halo thôi, mà phần halo này thì nó đang nằm ở phần background, nó không nằm phần người. Cho nên là mình đảo ngược vùng chọn lại. Hồi nãy mình chọn người đúng không? Mình đảo ngược vùng chọn lại là mình đã chọn lại cái background. Rồi đây thì mình sẽ sử dụng công cụ là brush nha. Brush màu đen. Đây, màu đen này. À, màu đen, chọn OK. Và giảm opacity đi. À, xuống chừng 30, kiểu như vậy. Đó, và mình sẽ chọn layer người nhé. Và bôi vào những cái phần mà các bạn cảm thấy nó đang tạo ra cái hiệu ứng kiểu như một cái viền đen ở phía ngoài. Đó, kiểu như này. Mình có thể tăng opacity lên một tí, 45, 50 gì đó. Rồi, đó, kiểu như vậy ha. Thì mình sẽ bỏ đi được cái lớp đó, các bạn thể thấy chúng ta có thể bỏ đi được cái lớp đó. À, và nó sẽ không có bị cảm giác ảo ma cái Lazada nữa, kiểu như vậy đó. Dễ không? Dễ mà đúng không? Sau khi các bạn chọn xong rồi, chúng ta sẽ tiếp tục ở những cái khu vực khác mà các bạn cảm thấy nó đang bị ảnh hưởng thì chúng ta có thể làm. À, như ở đây mình cảm thấy tầm này cũng khá là ổn rồi. Đây, phần người này dễ lộ nhất này. Rồi, nhấn Ctrl D bỏ vùng chọn đi và chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng là như thế này. Khá là ổn đúng không? Và bây giờ thì mình sẽ tạo thêm một cái hiệu ứng nữa. Đó là chúng ta sẽ làm cho tạo ra một cái giống như kiểu là một cái mặt trời vậy đó ha. Thì cái mặt trời này thì mình sẽ đặt nó ở trên cùng nha. Thì mình cũng sẽ chọn vào Add Adjustment Layer và mình chọn là Gradient. Cái gradient này thì mình cũng sẽ để là radial và chúng ta sẽ có tạo thêm một núm ở đây nữa. Cái núm ở trong cùng này thì mình sẽ để là màu trắng và phần núm này thì mình sẽ để là màu vàng, kiểu màu nắng vàng đó anh em. Tầm này đi, nhấn OK. Cái này cũng sẽ là màu có thể là màu cam chẳng hạn như vậy, hoặc là nắng nhạt hơn. Đó, chúng ta chọn như thế này nha. Ta có ba cái núm, một trắng, một vàng, vàng nhạt nha, và một cái màu hơi vàng nhạt hơn nữa, và chúng ta chọn OK. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ để lại vị trí nó nằm ở trên này. Và các bạn có thể tăng cái size, tăng cái scale của nó lên. Đó, để tầm này chẳng hạn như vậy. Và cái, chọn OK. Rồi, đây chúng ta để layer mask, đây, cái blending mode của nó cũng là scene luôn. Và các bạn có thể giảm opacity đi để nhìn cho nó nhẹ nhàng hơn nhé. Đó, chúng ta có kết quả cuối cùng là như này. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái cơ bản, đó là chúng ta làm cho cái nền nó hơi chìm đi một tí. Mình đang thấy cái nền nó tương đối nó sáng. Mình sẽ sử dụng công cụ là Brightness Contrast ở trong cái Adjustment Layer này. Rồi, giảm cái Brightness đi. Giảm Brightness đi để chúng ta thấy là cái người chúng ta đang tăng, làm cái sự nổi bật hơn cho phần người nha. Mình sẽ tăng brightness và có thể giảm contrast đi chút xíu. Đâu rồi? Đấy, giảm đi chút xíu và giảm brightness đi. Rồi, mình sẽ có kết quả cuối cùng là như này.
cũng tương đối là ổn rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ xử lý về phần màu sắc nha. Sau khi chúng ta đã tạo ra hiệu ứng xong rồi, các bạn có thể tạo ra một cái layer gộp của cái layer, tất cả những layer ở dưới. Chúng ta nhấn Ctrl Alt Shift E. Ở trên máy Mac thì nó sẽ là Command Option Shift E nha. Rồi, chúng ta có layer 1 này. Bây giờ đây là cái layer cuối cùng này, chúng ta vào menu Filter và chọn lại Camera Raw Filter. Các bạn có thể chuyển nó sang thành Smart Object nha. Như đây mình chỉnh và mình xài luôn, mình không cần phải Smart Object nữa. Rồi, ở đây là cửa sổ Camera Raw đã quay trở lại rồi. Thì ở đây chúng ta sẽ làm một vài cái thao tác, ví dụ như là căn chỉnh lại ánh sáng. Ví dụ ánh sáng thì ở đây mình đang cảm thấy nó hơi sáng quá, thì mình sẽ giảm sáng đi chút xíu. Rồi, Contrast có thể tăng lên. Rồi, Highlight có thể giảm nhẹ đi một tí. Và Shadow có thể tăng, mình sẽ tăng nhẹ lên ha. Texture khỏi tăng, Vibrant mình sẽ tăng lên để cho cái màu nó rực rỡ lên. Ở đây thì các bạn có thể thay đổi cái temperature sao cho nó vừa ý nha. Như đây thì mình có thể giảm nó hơi xanh xanh như thế này. Đó, đây là trước sau. Rồi, tiếp theo nữa cái phần đâu rồi, Color Mixer đi ha. Cái phần này thì mình có thể thay đổi được cái màu. Ví dụ ở đây là màu xanh và màu cam, mình muốn nó nổi bật hơn lên thì mình có thể tăng cái orange của saturation này lên, và màu cam sẽ tăng lên này. Màu đỏ mình tăng nhẹ, yellow mình tăng nhẹ, cái màu blue của cái phần mà cái ba lô đó mình cũng sẽ tăng nhẹ lên. Đó, để cho nó màu nó đậm đà hơn ha, và nó nổi bật hơn. Phần da, đa phần thì nó sẽ vào màu orange, thì mình sẽ tăng cái luminance của orange lên để cho cái da nó sáng hơn. Màu đỏ cũng vậy, màu vàng cũng lên một tí. Đó, chúng ta có kết quả cuối cùng đây nha. Rồi, tiếp theo nữa thì các bạn có thể thay đổi thêm về curve chẳng hạn như vậy ha. Mình sẽ giảm sáng bằng curve, giảm khu vực dưới này một tí xíu để đó. Rồi, và phần cái đúm dưới, cái núm dưới cùng này thì mình sẽ đẩy nhẹ lên để tạo ra một cái kiểu như là cái mid, gọi là hơi phủ mờ xương một tí xíu. Đó, ta có cái hiệu ứng kiểu như này. Đó, trước sau. Phần người mẫu này thì mình đang nghĩ là mình sẽ tăng sáng cái phần mặt của người mẫu. Mình sẽ sử dụng cái radio gradient. Mình sẽ kéo vào phần mặt và feeder mình sẽ tăng hết cỡ lên. Rồi, và tăng sáng nhẹ lên để cho mặt sáng sủa lên ha. Shadow tăng nhẹ lên. Rồi, và giảm contrast của mặt xuống để ta đỡ bị nhiều cái khối trên mặt quá, nó không có đẹp. Rồi, mình quay trở lại với basic nhé. Và chúng ta sẽ có kết quả tạm thời như thế này. Tiếp theo nữa, các bạn có thể làm cho phần người này chúng ta nổi texture hơn nữa ha. Có thể sử dụng cái này. Và chúng ta sẽ tạo ra cái Select Subject đi. Để tự động nó chọn cái phần người cho chúng ta nhé. Rồi, ở trong phần người này thì mình sẽ tăng cái texture lên để những cái chi tiết ở khu vực cái ba lô, các thứ, áo, quần nó lên tốt hơn. Rồi, quay trở lại. Vừa nãy giờ là chưa màu, mình nghĩ là mình sẽ thêm một cái lớp phủ màu nhẹ nhẹ nữa. Cái phần color grading, ví dụ như là phiên bản các bạn sử dụng phiên bản thấp á, thì nó sẽ tên là split toning, thì cách sử dụng nó cũng tương tự như vậy thôi nha. Phần shadow thì mình sẽ để là màu xanh dương một tí xíu cho nó mát, và nó cũng hơi tây tây hơn nữa, kiểu như này. Mình sẽ giảm nhẹ xuống chút. Phần highlight thì mình sẽ chọn màu hơi ngả vàng, hơi nóng hơn để nó cân bằng lại. Đó. Rồi, thì đó là về phần màu sắc, thì mình cảm thấy màu sắc như thế này cũng khá ổn rồi. Mình sẽ quay trở lại với detail. Detail ở đây thì mình sẽ tăng cái noise reduction lên để cho nó gọi là có cái độ mịn màng ha. Sharpening mình sẽ tăng nhẹ lên. Phần màu da của người mẫu mình đang cảm thấy là nó cũng hơi đỏ một chút thì phải. Thì mình có thể sử dụng cái color mixer để mình coi lại thử coi là cái phần phần màu đỏ có thể là mình sẽ phải tăng sáng lên. Orange mình cũng tăng nhẹ lên đó, cho nó sáng hơn. Rồi, mình cảm thấy kết quả như này cũng khá là ổn, và mình nhấn OK. Và đây sẽ là kết quả cuối cùng của chúng ta này. Đó, đây sẽ là kết quả. Có vẻ là cái phần trên này nó hơi sáng chút xíu nữa, thì các bạn có thể điều chỉnh lại cho nó phù hợp với cái nhu cầu của bạn nhé. Thì đó là toàn bộ video. Thì mình hy vọng là cái cách làm này cũng sẽ giúp ích được nhiều cho anh em. Và nếu các bạn có thắc mắc gì thêm, hãy comment phía dưới cho mình biết nhé. Ngoài ra thì mình có những cái bộ preset lên màu cao cấp, cũng như là những cái khóa học
về chỉnh ảnh từ cơ bản tới nâng cao một cách có hệ thống luôn. Các bạn có thể lên trang store.hoangphucphoto.com, link mình để dưới này, các bạn có thể vô để tham khảo nhé. Đừng quên like, share, subscribe và cho mình biết là video sau các bạn muốn mình làm về chủ đề gì nhé. Phía dưới này thì mình có những video khác nữa, link vô để tham khảo nhé. Bye bye.